Chào chú Phong. 2 năm rồi mới gặp đấy nhá. 2 năm rồi mới gặp. Không. Các bạn thân mến, chúng ta đang tiến thẳng về đảo Hoa ở đằng trước tôi. Phía 12 giờ. Đây là một quần đảo, các đảo ở hồ Nuicoc. Hôm nay là một ngày đi câu cắt móm. Cái đảo trước mặt đấy. Câu đảo này á. Ờ. Mé bên kia. Sơn lắng không? Hả? Sơn lắng á. Sợ gì? Lắng lắng. Nắng á. Ờ. Hôm nay không nắng. Nắng có như. Nắng có đi không? À, đã từ qua đây câu rồi. Là rất nhiều du khách các bạn ạ. Cho nên sóng cứ gió èm thế này thì làm sao mà câu. Đấy. Du khách lên đảo Hoa nhiều lắm các bạn ơi. Cho nên tình hình cá câu của mình là nó cũng ảnh hưởng. Đây các bạn, một cần thủ nghiệp dư gồm có các đồ câu như sau: một đống câu móc, câu lục, câu ngũ, câu tứ, câu tam, câu gì đầy ba nhiều bánh à không đấy, đây là rong biển à. Hàn Quốc. Đây, hôm nay không cần dùng đến ô các bạn ạ, ô vẫn không ra. Tình hình này là gió quá. Mẹ nháy cũng không biết đâu.
bây giờ mình lại phải câu vào cái chỗ bị mắc thì mới mắc à, không tránh được chứ, bởi vì cái chỗ này chỗ của mình rồi. Gì vậy? cá rừng, cá mắt to ấy, cá đầu cứng ấy, biết thì đã ngon. Con này nó cứng cái đầu lắm, không sao, vẫn bắt. Có hơn không? Gì? Giống rô biển đấy các bạn ạ. Rú à, mồi bột nhá. Để ăn cả mồi bột. Bột ha. Rô phi này sạch đấy chú. Thank you.
thiếu, quá thiếu. Quá thiếu. Quá thiếu chứ có thiếu. Được chưa? Mất à? Quá thiếu đây. Cắt thiếu rồi. Có cá thì nếu quay có chẳng cá, mấy đâu. Có cá thì... quay chay thì nó nâu thôi chứ còn có cá thì quay không mấy. Sáu mét cho nên nó xuống mấy lâu đấy là mặt nó còn lặng đấy. Đây được sống nhìn một lúc còn say vẫn trái tay thì đúng là đang bắt hút đây là bây giờ lên chứng tỏ là căng sẵn đi. Rồi, hai cái cao su là cần cao su. Thật. Cần đất thì cao su. Hai cao su đấy mới là cái mắc. Hai cao su. Thì nó mắc vào cao su đi. Hiểu mẹ. Nó cần giảm giật đeo đâu mà. Thôi cái này vào sâu quá rồi nhỉ. Cháu nhỉ, cháu ngắm lại cái đấy cho chú này. Đấy cái cây kia với cái trắng trắng. Vào sâu quá đúng không? Đây các bạn ạ, lúc nãy là không quay được một con cá nheo, nheo hồ. Rồi, nó đã lưới cho lưới. Nói chung là con này là phục từ sáng tới giờ đấy các bạn. Đây, để anh lấy. Anh lấy đồ đã nhá, không được đem xuống đây mất đấy nhá. Từ từ tính. Đây thì không cá cái gì đấy. Đây không phải cá là gì. Đây. Ủa sao mà nó khóc. Nó kêu ốc ờ rồi. Đây một con nheo. Con nheo này là nheo hồ Nuicoc các bạn ạ. Rồi. Bây giờ mới là bắt đầu giờ dê thôi. Còn tiếp tục. Thank you.
Lên nào Binh Mon, lên 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 lên. Anh lên nghe ăn rượu đi con. Lên cái chơi nữa cho chân thao cho này nuôi. Chiều chúng tôi đã thu cần ra về các bạn ạ. Hôm nay câu được rất nhiều cá, đếm thì không xuể. Mà cân lên thì chắc thì được hơn cân thôi. Đây. Đây. Cá nheo này khoảng hơn cân các bạn. Và rất nhiều cá rô phi với cá đưng rồi cá thiểu. Đây là một buổi đi câu, một ngày đi câu rất là vui. Được không bị móm các bạn ạ. Rất là sảng khoái. Đấy. Mát mẻ. Tuần sau chúng ta lại tiếp tục. Tuần sau chúng ta lại tiếp tục nhé. Nhưng mà ở chỗ nào thì sẽ báo sau nhé. Bây giờ là hết rồi. Trên đường trở về các bạn ạ. Sau một ngày câu cá như thế này, chúng tôi thấy sảng khoái trong người. Về tối ngủ sẽ rất ngon. Cơm ăn sẽ được nhiều hơn. Chậm thôi chú. Cua nhiều. Cua và đường này người ta cũng chủ quan. Người ta cũng sẽ đi nhanh. Xe máy ấy. Đúng không? Bệnh nghề nghiệp một tí. Ở ngoài phố thì anh không bao giờ nói, nhưng mà ở trong đây anh phải chắc. Nói chung là chạy xe nhiều thì kinh nghiệm nó nhiều. Ngoài phố mà nhiều thằng mà. Thấy mình chạy như thế này, nó ngồi cạnh nó mẹ hết hồn. Ngồi ngoài cạnh bao giờ ghê. Thấy hay thì các bạn like, share và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Chào các bạn. Chốt kiểm dịch vào cửa ngõ thành phố Thái Nguyên các bạn ạ. Các bạn sẽ được xịt tất cả hai bên. Đấy. Ném các thứ xuống để đi chậm. Xịt thế này không có lý tí nào cả. Ý thức là quan trọng chứ. Xịt mạnh mà không
nó xịt mạnh lắm đấy. Hôm nay xịt nhiều, xịt nhiều quá hết nước. Sản phẩm mà cả ngày hôm nay đây các bạn ạ. Đây, rất là ngon, chiên giòn. Hôm nay chết, hôm nay cũng say không về. Hôm nay uống say mai đi công tiếp. Anh ơi, làm cái này. Rồi, chúc mời các chú. Lâu lắm rồi mới gặp chú Trung. Vâng ạ, đúng rồi đấy. Ngoài anh chúc rồi. Biết mà.